Rất nhiều khi, nỗi đau khổ của con người xuất phát từ nỗi sợ bị mất một điều gì đó, mất ai đó vốn đã rất quen thuộc với mình. Khi thực sự bị mất mát, họ chao đảo, mất luôn mục đích sống, rơi vào khổ đau, không cách nào chấp nhận được sự thật. Thực ra, không ai có thể mất những thứ mình không sở hữu. Cái gì đã thật sự thuộc về bạn thì sẽ luôn luôn thuộc về bạn. Cái gì không thuộc về bạn thì dù bạn có cố gắng giữ chặt, gắn níu kéo thế nào thì nó vẫn sẽ cứ rời đi. Khi bạn nhận ra được những thứ bạn đang khăng khăng nhất định phải có, rồi sau đó dần bớt mưu cầu chúng, bớt phụ thuộc vào chúng, thì bạn sẽ dần tự do hơn, hạnh phúc hơn. Hãy cứ yêu thương chân thành nhất có thể, nhưng cũng đừng để sự an nhiên, hạnh phúc của chính mình phụ thuộc quá nhiều vào một ai đó. Rồi một ngày ta hiểu ra, thậm chí thân này chẳng phải ta. Mảnh tâm dính mắc làm đau khổ, nhẹ nhàng buông, sống thật bao la. Hãy sống như Đức Phật, người không sở hữu bất cứ thứ gì, nhưng có thể sử dụng tất cả mọi thứ. Hãy thưởng thức, chứ đừng cố chiếm hữu. Ai cũng biết một điều đơn giản rằng, khi đến và rời khỏi thế gian này, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy tại sao phải cố tìm cách chiếm giữ tất cả cho riêng mình những thứ chưa bao giờ thuộc về mình? Tấm thân ta là vật thân thiết nhất, ta đi đâu cũng kè kè nó. Ấy thế mà Phật bảo, nó không là của ông, huống hồ là những thứ ngoại thân. Thế sao ta mãi lao tâm khổ tứ, mãi tạo nghiệp trầm luân làm chi? Sen kia không tách khỏi bùn, giữa bùn sen vẫn vô cùng ngát hương. Sống trong thế sự mù sương, dù đời vạn nẻo một đường ta đi. Trong trí tuệ có từ bi, từ bi phải có tuệ tri dắt dìu. Tùy duyên sống với mọi điều, khéo đưa thuyền lướt thủy triều sang sông. Hiểu thì sống thật thông dong. Có một câu chuyện như thế này. Ngày xưa có ông lão nọ cứ vui cười ca hát suốt ngày. Thấy lạ, có người hỏi: sao ông vui tươi mãi thế? Ông lão đáp: trời sinh ra muôn loài muôn vật, trâu, chó, dê, ngựa. Người là sinh vật cao nhất, tức tối linh ư vạn vật. Ta được làm người, ấy là điều sướng thứ nhất. Trời sinh có người tàn tật đuôi què, ta may mắn được lành lặn, ấy là điều sướng thứ hai. Người đời thường vì sự giàu có danh vọng mà phải gian khổ, ta có đủ ăn một ngày ba bữa không lo lắng gì cả, ấy là điều sướng thứ ba. Sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được, ta cũng sẽ chết như bao người, thế thì việc gì phải buồn lo chuyện chết? Nghĩ tới ba điều sướng ta có được, ta vui ca cũng là chuyện thường tình, mắc mơ chi phải hỏi. Ta chợt nhận ra ta hư ảo, với căn thân cát bụi thế gian. Trong giấc mộng đời ta say ngủ, trói thân ta trong cát bụi vô thường. Ta tĩnh lặng trong từng hơi thở, lắng chân tâm để tìm lại chính ta, để tìm lại những gì ta lạc mất, để biết rằng ta không phải là ta. Chả ai cái kiếp luân hồi, về nơi cố quần mà ngồi thông dong. Trả luôn mấy bận lưng còng, gá thân rồi tự đèo bồng nghiệp duyên. Trả bao tâm thức đảo điên, theo con sóng biển tan miền đại dương. Trả tình mấy bận tơ vương, dùng dằn lũy kiếp mù sương gập ghềnh. Liêu xiêu bóng trúc qua thềm,
song thời gian vẫn bồng bềnh lặng trôi. Còn gì sót lại trong tôi, thả theo mây trắng bên trời loãng tan. Trả ai cơn mộng trần gian, nghìn năm mở mắt mơ màng lối xưa. Bàn chân nhịp điệu mơ hồ, giữa thiên thu lại đứng chờ thiên thu. Trả trời đất thuở âm u, trả luôn nhịp vọng lời ru mẹ hiền. Tấm thân sinh tử ưu phiền, kiếp tầm mấy độ an khiên tự ràng. Trả rừng thu ngọn lá vàng, trả thơ cho bút, trả đàn cho dây. Tôi về mặt mũi xưa nay, vạn duyên hoàn lại chốn này vạn duyên. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát của ta. Không phải lúc nào ta cũng có thể ngăn chặn những điều không như ý. Thế nên, tốt hơn, ta nên học cách làm quen với chúng và dần vui vẻ chấp nhận chúng. Hãy học cách để có thêm lòng kiên nhẫn, khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn nhận bản thân và mọi người bằng đôi mắt thân thiện nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng khi bị thất bại. Hãy để quá khứ lại phía sau để có thể hoàn toàn tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần khơi gợi những ký ức không vui rồi lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Mỗi ngày chỉ cần thiền vài phút cũng có thể thay đổi cuộc đời chúng ta. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Em hãy nhìn như Phật, ánh mắt tự mênh mông, nhìn người và nhìn vật với chan hòa cảm thông. Em hãy nghe như Phật, nghe với tình bao la, khi lòng không biên giới, hiểu thương đời sâu xa. Em hãy cười như Phật, nét bao dung hiền hòa, nụ cười chân thiện mỹ, làm buồn đau xóa nhòa. Ta hãy ngồi như Phật, trầm hùng tựa núi cao, an nhiên và bất động giữa cuộc trần lao xao. Rồi ta đi như Phật, bước an lành thảnh thơi, muôn lối bừng hoa nở, làm đẹp thêm cuộc đời. Và ta thở như Phật, thở chậm và thở sâu, để nghe từng nhịp sống có bình an nhiệm màu. Mình là con của Phật, nhiều ít nên giống người. Nơi nào ta có mặt, có niết bàn an vui. Dù ta có tài năng đến đâu, dù chuẩn bị kỹ càng đến mức nào, thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Có thành, ắt có bại, có hợp, ắt có tan. Nhưng hầu hết mọi người chẳng ai muốn bại bao giờ. Loài người khổ đau là bởi có mong muốn mọi sự thường hằng, trong khi bản chất cuộc đời là vô thường. Có những lúc đối diện sự tàn phá của vô thường, con người như sắp gục ngã. Nhưng nếu biết thẩm thấu triết lý duyên sinh, con người sẽ hiểu rằng bấy lâu mình đã hưởng thụ quá nhiều những tặng phẩm của vũ trụ. Nay vũ trụ lấy lại một ít để chia sớt cho người khác. Đó là lẽ tự nhiên, chứ đâu có gì là cay đắng. Mặt khác, có những người bất chấp khổ đau của người khác để tư lợi cho mình, để làm vui cho chính mình. Thế nên trong cái được cái vui của người này luôn tiềm tàng cái mất cái buồn của người khác. Nhưng thôi, nhìn làm chi mặt trái của xã hội, vì bản chất của cõi đời luôn là thế. Biết buông xả và buông xả được thì lòng mới an vui.
Mọi khổ đau hạnh phúc vốn từ tâm sinh ra, cũng từ tâm mà biến diệt. Thế nên tâm ta như thế nào thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta sẽ như thế đấy. Đôi khi trời ngập nắng, bỗng nghe lòng đổ mưa. Một chiều mưa nhạt nhòa, hồn lung linh bóng nắng. Có khi trong bình lặng, gần gần niềm xôn xao. Giữa hạnh phúc ngọt ngào, thoảng nghe mùi cay đắng. Lắm khi trong sầu hận, vẫn nồng nàn thương yêu. Nơi khóe mắt trời chiều, phía sau vàng rực lửa. Nhìn sâu trong lời hứa đã nhuốm màu phôi pha, đôi môi nào thật thà chợt quên mình gian dối. Bước chân ngày lễ hội đã vang lời quạnh hiu, biển bình yên buổi chiều vỗ sóng ngầm khao khát. Trong tương phùng khúc nhạc sóng sánh màu ly bôi, về đối diện đơn côi lặng nghe niềm hạnh phúc. Chim bao mà rất thực, mở mắt lại say nồng. Đời là một dòng sông chảy xuôi cùng mộng mị. Cuộc đời lại nhỉ, sống vỗ bờ nhị nguyên. Thôi ta về cõi thiền, lặng hai miền mỏi mệt, vui nào hơn tịch diệt. Có những người được cuộc đời ưu ái hơn nhiều người khác, đây không phải là lỗi của bất kỳ ai. Chúng ta buộc phải chấp nhận điều chẳng dễ gì chấp nhận này, rằng cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Bạn cứ cố gắng phấn đấu từng ngày hướng đến mục tiêu của mình. Nếu không đến được đích mình muốn, thì ít nhất bạn cũng đã tiến đến điểm xa hơn chỗ bạn đã từng đứng. Bạn cũng nên biết rằng bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mà mình muốn. Trong mỗi giai đoạn cuộc đời, bạn sẽ tha thiết muốn một hay vài điều gì đó. Ngay cả khi bạn đã có cái mình muốn rồi, bạn sẽ lại muốn có thêm cái khác. Điều quan trọng là bạn cần học được cách hài lòng với những gì mình đang có để bớt cảm thấy căng thẳng. Mỗi ngày chúng ta đều phải lựa chọn những việc nào nên làm và không nên làm. Hãy cân nhắc trước khi đưa ra sự lựa chọn để tránh lãng phí thời gian vào những việc không đáng. Cái gì cũng có hai mặt, cho nên đừng vội tin vào những câu chuyện chỉ được kể từ một phía. Đừng để những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội chắt mũi bạn. Hãy tìm hiểu mọi thứ thật kỹ càng trước khi đặt niềm tin. Có thể những người chọn cách sống lươn lẹo sẽ đạt được nhiều thành tựu nhanh chóng hơn, nhưng mà những ai chọn làm người tốt thì mới có thể đi đường dài. Hãy là một người tốt cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là vì làm người tốt trước hết giúp chúng ta có thể có một giấc ngủ ngon, vì không phải lo lắng bất kỳ chuyện xấu nào của mình chẳng may bị phát giác. Nếu như bạn trông chờ người khác đem đến hạnh phúc cho mình, thì hãy yên tâm là bạn sẽ phải thất vọng dài dài. Hãy yêu thương cuộc đời và con người mà lòng không chờ đợi sự gì cả. Như thế thì bạn sẽ luôn được thanh thản. Hãy sống sao không thẹn với lòng, dẫu người cô phụ bước sang sông. Dù hoa kia chẳng vì ta nở, chờ mong chi suối chảy ngược dòng. Hãy sống cho trọn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thảnh thơi. Có khi nào bạn tự hỏi, ta đang sống hay chỉ đang tồn tại? Tồn tại là sống như một cỗ máy được lập trình, còn sống là cảm nhận ý nghĩa của sự sống từ những điều rất nhỏ.
Có những điều đơn giản trong cuộc sống ta đã vô tình quên mất. Chỉ cần dừng lại một phút để suy ngẫm, ta sẽ thấy những điều ấy ý nghĩa như thế nào. Hãy dừng lại một phút để lắng nghe hơi thở của thiên nhiên. Hơi thở đó có thể là tiếng mưa rả rích, là những tia nắng ấm áp, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc khi gió ngang qua. Hãy dừng lại một phút để nghĩ về những điều bạn đã làm được và chưa làm được. Hãy dừng lại một phút để nói chuyện với những người bạn cũ. Những giây phút trò chuyện ngắn ngủi ấy có thể làm ấm thêm trái tim của chính bạn. Hãy dừng lại một phút để quan sát lũ trẻ nô đùa. Có phải chúng thật hồn nhiên không? Hãy dừng lại một phút để xem cuộc sống đang dần đổi mới xung quanh ta. Hãy dừng lại một phút để nhớ về những người bạn yêu thương, để ý thức rằng họ quan trọng với bạn như thế nào. Nhiều người trong chúng ta chỉ nhận ra sự quan trọng của những người ta thương khi họ đã đi xa mãi mãi. Hãy dừng lại một phút để ngẫm về việc thời gian không bao giờ trở lại. Và đừng quên dừng lại một phút để trở về với chính mình. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ, để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ, sống với bây chừ hạnh phúc nơi đây. Có một câu chuyện như thế này. Trước đây có một ông nhà giàu gia tài ức vạn, nhưng mỗi ngày những chuyện khiến ông phiền não cũng nhiều như khối tài sản ấy. Hàng xóm sát vách của ông là hai vợ chồng xây đậu phụ. Từng có câu ngạn ngữ đại ý rằng ba nghề nghiệt ngã nhất trong đời chính là nghề nguội, chống thuyền và xây đậu phụ. Nhưng hai vợ chồng xây đậu phụ này lại sống và làm việc rất vui vẻ. Mỗi ngày tiếng họ ca hát cười đùa không ngừng truyền đến tai ông nhà giàu từ sáng đến tối. Một hôm, bà vợ của ông nhà giàu hỏi chồng: "Chúng ta có nhiều tiền như vậy nhưng không hiểu sao lại không được vui vẻ như hai vợ chồng xe đậu phụ nhà hàng xóm ha?" Ông nhà giàu nói: "Tôi sẽ làm cho họ ngày mai có muốn cười cũng không cười được nữa." Đến đêm khuya, ông nhà giàu liền một thỏi vàng ròng sang phía bên sân nhà hàng xóm. Ngày hôm sau, phía hàng xóm quả nhiên im lặng, không có chút động tĩnh gì. Hóa ra họ đang bận tính kế với thỏi vàng ròng từ trên trời rơi xuống. Hai người cảm thấy mình đã phát tài rồi. Cái việc xây đậu phụ vừa khổ vừa mệt này từ nay không cần phải làm nữa. Nhưng nếu dùng thỏi vàng này làm ăn, chẳng may thua lỗ thì phải làm sao? Còn nếu không làm ăn gì cả thì thế nào thỏi vàng này cũng mau chóng hết. Người chồng còn phân vân rằng nếu việc làm ăn ngày càng phát đạt thì nên cưới cô vợ bé trẻ đẹp hay nên thôi luôn bà vợ già thô kệch này. Người vợ thì đang nghĩ, nếu sớm biết có ngày mình phát tài thì ngày xưa đã không cưới gã xây đậu phụ đáng ghét này. Mới hôm qua hai vợ chồng còn vui vẻ hạnh phúc biết bao, mà hôm nay đã không còn tâm trạng nào để nói cười với nhau nữa. Nỗi buồn phiền đã bắt đầu xâm chiếm hết tâm tư của họ. Điều khiến cho hai vợ chồng càng đau khổ hơn là tại sao ông trời lại không rơi xuống thêm mấy thỏi vàng nữa để họ có thể thực hiện ngay mọi suy tính trong đầu. Câu chuyện này giúp ta nhận ra rằng cuộc sống vốn không có phiền não. Nhưng khi ngọn lửa dục vọng được đốt lên, phiền não sẽ lần lượt kéo đến gõ cửa lòng ta. Cuộc sống vốn không có đau khổ, nhưng khi ta bắt đầu suy tính thiệt hơn, lòng tham sẽ bắt đầu trỗi dậy, đau khổ sẽ lần lượt kéo đến quấn chặt lấy thân ta. Đến phút cuối cùng, người có thể cứu vớt chúng ta ra khỏi khổ đau chẳng ai khác ngoài chính chúng ta. Đời người có quá nhiều gánh nặng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn muốn gánh lấy gánh nào, muốn bỏ xuống gánh nào. Cách duy nhất để thoát khỏi vướng mắc của ác mộng, phiền não chính là thức tỉnh. Cách duy nhất để quên đi mọi bất hạnh của đời người chính là buông xuống. Bao giờ dứt nợ người ơi, bao giờ mới được thảnh thơi một ngày. Vui gì cái cuộc trả vay, một vòng khép kín đọa đầy nhân sinh.
đầu dây mối nhợ do mình, ai người dứt nợ ngắm nhìn bao la. Người thật tâm tu đạo thì không nên sợ gặp khốn cảnh, vì chính khốn khó mới có thể rèn luyện tâm tính, nâng cao tâm thức và giúp trí tuệ bạn tăng trưởng. Chân chính tu hành chính là tu ngay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn dùng tấm lòng rộng lượng dung nạp hết thảy, bao dung hết thảy, bạn sẽ không có việc gì là nghĩ không thông. Bạn sẽ xem hết thảy mọi người là người tốt, xem hết thảy sự tình, hoàn cảnh gặp phải đều là chuyện tốt. Đây không phải là những lý thuyết suông mà đã có thực tế chứng minh. Hãy nhớ kỹ câu: nghiêm khắc đối với bản thân, rộng rãi đối với người khác. Tức là khi mình mắc lỗi sai thì hãy nghiêm khắc tự kiểm điểm, khi người khác mắc lỗi sai thì mình đừng quá khắt khe trách cứ họ. Việc xử thế cũng như vậy, hãy đối tốt với lãnh đạo, đồng nghiệp, cấp dưới và mọi người nói chung. Làm được như vậy thì hiềm hận giữa bạn và người tự nhiên theo tâm lượng của bạn mà ít đi. Chúng ta thường nói rằng quy luật của vũ trụ là bất biến. Nhiều người thường quên đi sự tỉnh tại, đã vậy còn cố hết sức làm tiêu hao chính mình mà không suy nghĩ xem nguồn gốc con người từ đâu mà đến. Chúng ta từ trạng thái tỉnh mà sinh ra, từ không không mà đến. Vì sao ta bận rộn cả ngày, đến đêm lại thấy buồn ngủ? Là vì con người cần trạng thái tỉnh, đầu óc không thể không nghỉ ngơi. Khi phải xử lý một chuyện phức tạp, khó khăn đến mức tưởng không giải quyết được, điều trước tiên ta cần làm là buông tâm xuống, tỉnh tại lại, không suy nghĩ gì hết. Lúc ấy, bỗng nhiên từ trong tư tưởng ta sẽ xuất ra một giải pháp khả thi. Đây chính là tác dụng của tỉnh. Nếu gặp việc quá khó, bạn càng suy nghĩ thì càng làm cho đầu óc bức bách thêm, các dây thần kinh đều căng lên, cuối cùng bạn không chết cũng bị bệnh. Bỗng nhiên ta gặp lại mình giữa dòng hư thực bồng bềnh nhân gian, như bình minh gặp hôn hoàng, như hoàng hôn chợt ngỡ ngàng bình minh. Hãy bắt đầu ngày mới hồn nhiên một nụ cười, nụ cười thành hoa nắng gửi đất trời muôn nơi. Đừng ước mơ thay đổi cả thế giới quanh mình, đó chỉ là ảo tưởng, hãy đổi thay cách nhìn. Nếu đời quăng trái chanh, nhớ làm ly giải khát, nhỡ gặp người tệ ác, biến rác thành bông hoa. Đừng quan trọng thái quá mọi việc nơi trần gian, chuyện chi rồi cũng vậy, rủ nhau cùng mây tan. Mấy mươi năm mở mắt rồi ngủ vùi đất sâu, sống một ngày tỉnh thức, ấy đã là thiên thâu. Niềm an vui vốn dĩ từ nội tâm yên bình, khi lòng đầy hoan hỷ, thế giới này đẹp xinh. Thế gian như một tấm gương, nếu mặt mày ta nhăn nhó, bóng hình trong gương cầu có, lỗi đó đâu phải là gương. Cuộc đời là một tấm gương, cười bóng trong gương cười lại, vì thế chớ nên ngần ngại nhìn ai gửi nụ cười hiền. Thế gian lắm nỗi muộn phiền, nếu lau gương lòng cho sáng, sẽ thấy đời luôn tỏ rạng, dù ngoài kia vẫn mù sương. Mọi người là một tấm gương, bài học hằng luôn phản chiếu, nếu lòng có thương và hiểu, đời vi diệu ngát hương hoa. Ta nên sống sao khi cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng êm xuôi như ý? Sau đây là những câu trả lời của bậc thiện tri thức giúp chúng ta tìm thấy hướng đi của mình trong đời. Hỏi: làm sao cân bằng vui vẻ và bi thương? Đáp: khi vui hãy nhớ tới lúc buồn,
Khi buồn hãy nghĩ tới lúc vui, vui quá hóa buồn, buồn quá hóa bi quan. Hỏi: có sự vĩnh viễn không? Đáp: hầu như con người ai ai cũng đều cảm thấy đời vĩnh viễn và còn rất xa. Thật ra mọi sự nó có thể ngắn ngủi đến nỗi chúng ta không thể nào ngờ tới. Hỏi: những thứ mất đi có nhất thiết truy đòi không? Đáp: ngẫm cho kỹ đi, những thứ mất đi kỳ thực chưa bao giờ thật sự thuộc về bạn, thế nên không cần thương tiếc, càng không cần truy đòi. Hỏi: cuộc sống quá mệt mỏi nên làm sao cho nhẹ nhõm đây? Đáp: cuộc sống mệt mỏi một nửa là do sinh tồn, một nửa là do dục vọng và ghen tị, oán hận của mỗi người. Hỏi: làm thế nào nắm giữ hôm qua và hôm nay? Đáp: chớ để quá nhiều hôm qua và mai sau chiếm ngự vào ngày hôm nay của bạn. Như thế tạm gọi là đã nắm giữ hôm nay. Hỏi: nên đối với bản thân và đối với người khác như thế nào? Đáp: hãy đối với bản thân tốt một chút, vì cuộc đời không dài. Hãy đối với người bên cạnh tốt một chút, bởi kiếp sau chưa chắc có thể gặp gỡ. Hỏi: lễ phép nên được giải thích ra sao? Đáp: xin lỗi tức là chân thành, không dối gian tức là phong độ. Nếu bạn trao chân thành nhưng không nhận lại được sự tử tế, điều đó có thể chứng tỏ đối phương đã cư xử rất vụng về và vô tình. Hỏi: làm thế nào xác định mục tiêu của đời mình? Đáp: nếu bạn biết khả năng mình ở đâu, thế giới tâm thức của bạn sẽ tự động mở ra con đường, dù đường đời đang bít lối chăng nữa. Bao giờ dứt nợ người ơi, bao giờ mới được thảnh thơi một ngày. Vui gì cây cuộc trả vây, một vòng khép kín đọa đầy nhân sinh. Đầu dây mối nhờ do mình, ai người dứt nợ ngắm nhìn bao la. Khi ngày chưa khép lại, sống ai tin tưởng mình, chớ nên lừa dối họ, hãy thật thà phân minh. Khi bước đời chênh vênh, ai chìa tay giúp đỡ, đừng vội quên hãy nhớ, thuở cơ hàn xót xa. Kẻ hết lòng thương ta, đừng cũ vong mới chuộng. Lợi danh rồi gió cuốn, tấm chân tình vĩnh miên. Biển sống đời ngửa nghiêng, về ngồi yên tĩnh lặng. Hết mưa rồi lại nắng, hận sầu thành an nhiên. Chớ buộc tràng chi thêm, giữa đường trần quán trọ. Sống giữa lòng mưa gió, để thấm đời biển dâu. Khi tháng ngày qua mau, đừng dệt nhiều giấc mộng. Ngưng thả mồi bắt bóng, cốt vẹn toàn hôm nay. Thế sự mãi vần xoay, bốn mùa thay sắc áo. Mộng trùng trùng mộng ảo, mời tỉnh thức đông đầy. Khi đời chưa khép lại, hãy sống đúng bây giờ. Đừng muộn màng sực tỉnh, lúc đời vào cơn mơ. Có một người nọ có thói quen mỗi khi cầm tờ báo là mở xem những trang cáo phó chia buồn trước nhất. Anh đọc rất chăm chú những cáo phó, dù nhiều khi chẳng hề quen biết người đã mất. Có người bạn thắc mắc về thói quen kỳ lạ này. Anh ta trả lời: à, tôi chăm chú đọc vì muốn gửi lời cảm ơn đến những người này đó thôi. Người bạn trợn mắt ngạc nhiên nói: tôi chẳng hiểu gì cả. Anh cảm ơn những người đã chết mà lại toàn người anh chưa hề quen biết ư? Đầu của anh có vấn đề gì không vậy? Người nọ thông thả trả lời: đúng vậy, tôi trân trọng cảm ơn họ vì sự ra đi của họ đã nhắc nhở tôi đừng quên rằng kiếp người vốn vô thường. Cái chết có thể đến bất chợt, nào ai hề hay biết.
Lúc còn sống, có lẽ những người này cũng có nhiều ước mơ, nhiều toan tính, những tranh giành hơn thua, những vui buồn ganh ghét. Bây giờ họ trở thành những cái xác vô tri, chờ đem hỏa táng hoặc vùi sâu trong lòng đất lạnh. Họ đem chính sinh mạng của mình để nhắc tôi bài học lớn trong cuộc đời. Như vậy, chẳng lẽ không đáng được nhận một lời cảm ơn hay sao? Ai càng hướng đến vị tha, càng nghe an lạc nở hoa trong lòng. Ai càng vị kỷ đèo bồng, bất an phiền não, lòng vòng khổ đau. Lắng lòng mà nhận thức sâu, chính ta không có, lấy đâu của mình. Ngõ quanh khắp chốn hữu tình, hiểu rồi thương gửi, ánh nhìn cảm thông. Bốn bề nam bắc tây đông, là bà con cả, đời không kẻ thù. Thỉnh thoảng ta hay suy nghĩ về cái chết và sự mong manh của đời người, như một người vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Những suy nghĩ đó sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh để dám bứt mình khỏi những điều phù phiếm. Nếu chỉ còn một ngày để sống, liệu ta có còn bon chen, hối hả, giành giật với đời, với người? Liệu ta có còn tỏ ra trì trệ, lười biếng, hời hợt với bản thân? Liệu ta có còn vô tâm, vô cảm, toan tính với những người xung quanh? Liệu ta có còn buông thả tâm mình theo những thú vui vô nghĩa? Có còn giữ trong lòng những hận thù, oán ghét, những hành động xấu ác? Liệu ta có còn thốt ra những lời nói, làm những hành động làm tổn thương người khác? Hay ta chỉ muốn một sớm mai bình yên, ngồi dưới hiên nhà, muốn ăn một bữa cơm đạm bạc với gia đình, muốn nhìn kỹ ánh mắt của những đứa con thơ, nhìn kỹ nét tần tảo, chịu thương chịu khó của cha mẹ, muốn nói điều gì đó để làm người thương vui lòng. Khi đối diện với cái chết, ngay cả những dòng máu thật lạnh, những trái tim thật băng giá cũng sẽ nồng ấm lại. Khi đối diện với cái chết, những được, mất, hơn, thua, những tham vọng vật chất, những hận thù sâu đậm đều không còn đáng kể nữa, đều sẽ mờ phai đi, nhẹ tên. Khi không còn thời gian để chọn nhiều hơn, người ta tự khắc biết chọn thứ đáng quý nhất. Họ sẽ chọn suy nghĩ yêu thương thiện lành. Họ sẽ chọn sống chân thành, tử tế với người. Họ sẽ chọn việc ý nghĩa để làm. Họ sẽ chọn lời dễ thương để nói. Họ sẽ chọn ánh mắt hiền để nhìn cuộc đời. Họ sẽ chọn đôi tay ấm để nắm lấy tay người khác. Họ sẽ chọn bước nhẹ đôi chân để tránh làm tổn thương những nơi mình đã đi qua. Và họ sẽ chọn hơi thở nhẹ nhàng, định tĩnh để lắng nghe cuộc sống nhiều hơn. Biết là vậy, nhưng sao ta cứ mãi không chịu làm chủ được mình, cứ bị những điều bất thiện, những danh, lợi, thiệt hơn trong cuộc đời cuốn đi. Những lúc như vậy, xin ta hãy luôn nhớ, cách để có thể thương được mọi thứ trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này chính là nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ mất đi. Thật vậy, mọi thứ rồi sẽ mất đi. Mỗi sớm mai thức giấc, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng trong đời. Suy nghĩ này sẽ thôi thúc ta biết nhìn đời bằng đôi mắt yêu thương, biết sống với lòng biết ơn và nỗ lực hết mình. Bởi ta không biết mình có còn cơ hội để nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi hoặc làm những việc mình rất muốn làm nữa hay không. Nếu sớm mai ta còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, hãy nhớ cảm tạ cuộc sống này bằng trọn vẹn trái tim. Chiều hôm núi hỏi dòng sông, sao trôi đi mãi mà không thấy về? Sông bèn róc rách tỉ tê, nghìn thu nước đã nguyện thề cùng mây. Rồi mai mưa xuống đất này, ấy thì ta lại sum vầy thế thôi. Chớ buồn cho cuộc chia phôi, ngày sau trùng ngộ
môi cười đẹp hơn. Vô thường ấp ủ chân thường, cõi uyên thuở nọ chưa từng vắng nhau. Núi ơi, nắng đã phai màu, dòng thời gian chảy qua cầu vạn niên. Trùng trùng trong cõi nhân duyên, hẹn nhau dưới cội chân nguyên một ngày. Ơ kìa, nước đã thành mây, mưa rơi trên lá, chiều nay núi cười. Đến đi, sinh diệt trò chơi, bừng con mắt mộng, thảnh thơi sóng nhạc. Khen và chê vốn dĩ là thói thường của nhân sinh thế thái. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, nhưng đừng vội giận dữ phản ứng. Hãy xem lời phê bình của người khác là cơ hội để ta nhìn lại bản thân và điều chỉnh những điểm cần thiết. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là được, nhưng đừng vội cho đó là sự thật. Phần lớn lời khen là để lấy lòng người khác. Thế nên ta đừng để những lời ngon ngọt làm trỗi dậy sự kiêu căng, tự mãn. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, ta sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá ư lam lũ, ta sẽ không còn sức lực để trách hờn. Nếu đã thật sự cùng cực, sao ta vẫn còn tâm trạng kể lể khóc than. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho chính mình. Thế nên mình làm công việc gì cũng được, miễn không thẹn với lòng và luôn cố gắng làm tròn bổn phận. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn một con đường, tức là ta đang quyết định vận mệnh của mình. Ta đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Làm được như thế thì ngày mai đời ta chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn. Thời gian chẳng đợi ai đâu, làm gì tốt được cho nhau thì làm. Cho là buông xả lòng tham, nguyện cầu hạnh phúc bình an khắp cùng. Có người đứng giữa đôi bờ, bao lần tự hỏi biết giờ về đâu. Quay qua ngó lại bạc đầu, ngập ngừng bịn rịn chìm sâu giữa đời. Đôi dòng kẻ ngược người xuôi, đôi bờ lận đận tới lui muộn phiền. Tay này muốn vịn cửa thiền, tay kia dệt mộng trần duyên xa đà. Lên rừng nhớ tưởng phồn hoa, ngồi nơi phố mộng trăng ngà đầu non. Lắm khi gối mỏi chân mòn, mà hồn chưa mỏi đời còn say mê. Mắt vừa hướng tới nẻo mây, vội che khuất bởi bàn tay nhân tình. Dùng dặn trong chốn tử sinh, khi ni lúc nọ hỏi mình về mô. Dưới lòng nôi một nắm mộ, biết rồi sao vẫn lững lơ nẻo về. Cây si với cội bồ đề, nghiêng đôi bóng đổ nặng nề cõi đêm. Chợt vô thường đến gọi tên, chỉ còn dư lệ trên miền ăn năn. Xưa kia nếu chẳng dùng dặn, biết đâu thoát cuộc nhọc nhằn tử sinh. Trầm luân vì nợ thế tình, mong manh hồn nhỏ gặp ghềnh sông mê. Có bao giờ trong cuộc đời bạn tự hỏi, ta là ai vậy nhỉ? Ta có phải là cái tên này không? Không phải, vì cái tên ta là do cha mẹ đặt cho, thường sẽ theo ta cả đời. Hay ta là thân xác này, nhưng thân xác này rồi sẽ không ra khỏi vòng sinh lão bệnh tử, sẽ có ngày về chốn viễn phương. Ta là ai mà giữa chốn hồng trần này cứ mãi miết bon chen, toan tính, tất bật hơn, thua, khổ ải, trầm luân. Thử hỏi một lần ta là ai, mà sao mộng mãi giữa đêm dài. Đêm dài quên ngủ trong sinh tử, thử hỏi một lần ta là ai. Kinh Phật có ghi lại rằng, khi Đức Phật đản sanh, người đã chỉ lên trời
rồi chỉ xuống đất, nói: "Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn." Nghĩa là trên trời dưới trời chỉ có ta là tôn quý. Đó là cái ta của đất trời vũ trụ. Đức Phật muốn gợi ý rằng ta tìm thấy ta trong khắp đất trời. Ta có mặt trong cây cỏ hoa lá, trong con cá dưới sông, trong con chim trên trời. Vạn vật trong trời đất đều có một phần xương thịt của ta. Vậy có phải ta xé một cái lá, bẻ một nhành hoa, phá một cánh rừng, bắn một con chim là ta đang tự hủy hoại chính mình chăng? Có phải ta giận một người, đánh nhau với một người, hận thù một người là ta đang tự hủy hoại chính mình chăng? Vì vậy, ta nên yêu thương, sẻ chia, hy sinh và phụng sự cuộc đời. Nên sống vì mỗi nhành hoa, ngọn cỏ, con người quanh ta. Đây chính là vô ngã. Vô ngã không phải là không có cái ta, mà là cái ta chan hòa trong bản thể vô lượng của vũ trụ này. Còn bản ngã chính là sống cho riêng mình, là đánh mất chính mình, đánh mất cả cái ta chân thật. Chiều lên núi nằm im trên mỏm đá, nghe chim ngàn tréo gọi vết tiền thân. Văng vẳng tiếng lâm tuyền trong gió hạ, ta là ai, lạc lối giữa dương trần. Một chút của những bước chân, cố hương ngàn dặm cũng gần một khi. Một vài đá sỏi li ti, hẹn nhau thành núi tu di có ngày. Một chút tình thương mở bày, người vui mình cũng đông đầy niềm vui. Một chút nhường nhìn bước lui, nghe hồn thanh thản biển trời bao la. Một chút tha thứ bỏ qua, ngày mai vẫn đậm chung trà đệ huynh. Một chút cử chỉ chân tình, khổ đau gửi lại ánh nhìn tạ ơn. Một chút xoa dịu nỗi buồn, khô khan dòng lệ tủi hờn bấy lâu. Một chút lời hỏi han nhau, lòng biên giới bỗng nhịp cầu bắt sang. Một chút thôi giọt nắng vàng, cũng làm ấm buổi đông sang lạnh lùng. Một chút nến giữa gian phòng, bỗng đêm muôn thuở bàng hoàng lặng thinh. Một chút tiếng kệ lời kinh, chiều kia rơi vỡ tâm tình u mê. Một chút gieo hạt bồ đề, vị lai hoa giác xum xuê đầy cảnh. Một chút là ý niệm lành, đâu ngờ giọt nước viên thành cơn mưa. Một chút ni chớ hững hờ, đời nghe an lạc từng giờ gọi tên. Một chút này chẳng bỏ quên, con đường hạnh phúc bước thênh thang hoài. Chắc hẳn một số người trong số chúng ta sẽ biết câu chuyện này. Một ngày nọ, người cha gọi ba đứa con trai đến và nói: "Cha đã già yếu rồi, trong khi cơ nghiệp tổ tông cần người tiếp quản. Các con đều thông minh, tài giỏi, quả thật cha không biết phải chọn ai để giao phó trọng trách này. Bây giờ mỗi con hãy đi lấy giấy và viết ra những ưu điểm của bản thân và khuyết điểm của hai người còn lại, rồi sau đó đưa tờ giấy cho cha. Cha sẽ xem trong các con ai là người thấu hiểu và có cái nhìn sáng suốt nhất thì sẽ giao lại cơ nghiệp cho người ấy." Chỉ một lát sau, hai người con đầu quay lại và đưa cho cha những tờ giấy kín đặt chữ. Chỉ có cậu con út là mãi chưa hồi đáp. Buổi tối hôm ấy, người con út ngập ngừng đến bên cha. Trong tay cậu ta là tờ giấy trắng tinh. Cậu nói: "Thưa cha, con bất tài nên không thể tìm ra ưu điểm của bản thân, cũng không thể tìm ra khuyết điểm nào của hai anh. Vậy con mong cha hãy giao cơ nghiệp cho hai anh của con tiếp quản." Người cha nghe vậy nở nụ cười rạng rỡ.
ông đã tìm ra người có đủ mọi phẩm chất kế thừa cơ nghiệp của tiên tổ rồi. Chỉ những ai thực sự khiêm tốn và trong tâm không chất chứa những khuyết điểm của người khác thì mới có thể chí công vô tư trong mọi việc. Nếu chỉ nhìn vào những khuyết điểm của người khác, ta sẽ không thể biết rằng họ cũng còn rất nhiều ưu điểm đáng được khích lệ, ngợi khen. Hết thảy những mối quan hệ trong cuộc đời mỗi chúng ta đều vì duyên, vì nợ mà thành. Mỗi kiếp người chỉ có 100 năm để thương yêu, quý mến ai đó. Thế nên, đối với người khác, đôi khi ta cần biết nhắm một mắt, mở một mắt để quên đi những khuyết điểm của họ, để có thể tập trung nhìn vào ưu điểm. Đôi khi ta cần biết giả khờ để bao dung những lỗi lầm. Làm được như vậy thì ta sẽ vui vẻ hơn biết bao nhiêu, phải không? Sẽ sai sót nếu nghĩ mình luôn đúng, và mọi người ai nấy cũng đều sai. Người biết sống, sống giữa nghìn khác biệt, vẫn nhìn nhau, thông cảm, biết quan hoài. Đã bao lần trong đêm dài tôi tự hỏi mình đang làm gì giữa cuộc đời này? Hãy tưởng tượng mình đang say sưa vùi đầu để làm một nhạc sĩ tài hoa, một chính trị gia vĩ đại, một doanh nhân thành đạt, một kỹ sư lỗi lạc, một nhà truyền giáo, một người cha, một người mẹ. Mình làm là vì cái gì? Tôi nghĩ tất cả đều có mục đích hết. Mục đích đó nằm ở chỗ cao thượng hay hạ đẳng mà thôi. Người cao thượng thì muốn hy sinh cái của mình cho người khác. Người hạ đẳng thì muốn người khác phải hy sinh cho mình. Con người vô vọng phải bước đi đơn độc trên mặt đất với thời gian, không gian bao trùm vô biên. Tôi đã mỏi chân cho những triền miên của đời mình. Những ước ao, những dự án, tất cả đều đã trở thành vô vọng. Nỗi đời luôn đi đôi với dòng suy tưởng miên man cơm áo gạo tiền. Làm sao để ta thoát ra những vụn vặt của thế gian? Em ở đâu? Tôi ở đâu? Kiếp này em là gì và tôi là gì? Có bao phạm trù đen trắng đuổi nhau, tìm nhau để giăng mắt hư vô. Những lý luận chữ nghĩa trở thành vô nghĩa trước thực tế biến chuyển cuộc đời. Hạnh phúc là một điều không bao giờ có thật khi nó dịch thành danh từ suông. Hạnh phúc là hành động trong khổ đau, vì không đau khổ lấy gì làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người. Hạnh phúc là khi bạn biết trân quý những gì bạn đang có. Dường như chúng ta chẳng bao giờ nhận ra rằng mình đang nắm trong tay nhiều thứ quý giá, cho đến một ngày nó tuột mất khỏi tầm tay. Chỉ khi đó ta mới nhận ra, mới hối hận, mới cảm thấy tiếc nuối rằng vì sao lại để nó tuột mất, và nghĩ như thế tất cả là muộn màng. Ở đời không có gì gọi là muộn màng cả. Như tôi có nói, đời là phải có mất đi cái gì đó mình mới chịu lớn lên. Những hành động, những suy nghĩ sẽ định nghĩa toàn bộ tương lai cuộc đời mình. Không một ai có thể giúp cuộc đời mình bằng chính mình cả. Cho nên đừng bao giờ buồn phiền, trách móc, than vãn. Cũng đừng để ai đó làm ảnh hưởng, phiền muộn tâm yên bình của mình. Cuộc đời khi đếm thời gian thì dài, mà nhìn lại thì ngắn. Nó ngắn trong khoảnh khắc và dài trong ước mơ. Nên cuộc đời chớ vì một ai không xứng đáng mà tự làm khổ cõi lòng mình. Hãy xem nhẹ tất cả. Chuyện quá khứ là chuyện phù du, như bong bóng nước trôi dài, như đèn nhấp nháy đêm thâu, như bóng hình ảo vui sầu chim bao, và như đám mây hạ, thôi thì còn đâu. Hãy cứ yêu, nếu yêu là lẽ sống, nhưng chớ nhầm dục vọng với tình yêu. Mây rủ gió bay qua trời cao rộng, chẳng trói nhau nên tự tại rất nhiều. Nếu biết yêu trái tim bừng lửa sáng, xót thương người trong khổ nạn gầy hao. Vì lắm lúc đời như dòng sông cạn, có tình yêu lai láng giọt mưa trào.
Em hãy đến bên tôi đừng e ngại, đóa sen hồng này ưu ái gửi trao. Đời du sĩ tôi chân trần áo vải, túi đông đầy nhật nguyệt với trăng sao. Em có biết tình yêu màu nhiệm lắm, nếu bàn tay quen nắm biết buông ra. Cứ thầm lặng yêu đâu cần vội vã, giữa muôn loài thấy lại bóng hình ta. Đừng đuổi bắt những cuộc tình dâu bể, bao kiếp rồi suối lệ đã trùng dương. Ngồi yên nhé, cùng phát lời hải thề, thắp đèn tâm cho rạng nẻo vô thường. Hãy cứ sống yêu với lòng biển rộng, nắng mai ngời bừng giấc mộng thênh thang. Trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy: người làm thiện cũng giống như mặt trăng, người làm ác cũng giống như mặt trăng. Vì sao vậy? Vì người làm thiện giống mặt trăng từ mùng một đến rằm, ngày càng sáng tỏ thêm lên. Còn người làm ác giống như mặt trăng từ ngày rằm đến đêm 30, ngày càng khuất lụi dần vào bóng tối. Ai mang thân người tức đều có phước phần nhất định, giống một mặt trăng đang sáng với phước đức tương ứng có được. Nếu ta không biết vun bồi thêm phước đức ấy mà lại tạo thêm bao nhiêu nghiệp không tốt, thì ta sẽ như mặt trăng từ ngày rằm đến đêm 30, lụi dần vào bóng tối. Như vậy thật đáng buồn phải không? Còn nếu ta biết nâng niu trân quý mặt trăng đang sáng của mình, làm cho phước lành của mình ngày càng tăng trưởng, thì ta sẽ giống như mặt trăng từ mùng một đến ngày rằm, ngày càng sáng tỏ hơn. Như vậy thật đáng quý phải không? Dặn em ngày tháng hư hao, hãy thôi mở mắt chiêm bao giật giờ. Dù đời đó một cơn mơ, cũng xin dệt nốt bài thơ thiện lành. Một lần kia, giọt nước mắt hỏi thầm ngọn sóng: bạn và tôi cùng vị mặn giống nhau. Bạn hạnh phúc vỗ về trên bãi cát, kiếp đời tôi nhỏ xuống cõi lòng đau. Vì là sống tôi xóa nhòa tất cả, bao đau thương cùng trăn trở muộn phiền. Bạn rơi rớt bên ngoài trong giữ lại, nên xuân về hồn vẫn cứ đông miên. Tuy chúng ta có cùng nhau vị mặn, song cách mình đón nhận chuyện khác nhau. Đời bể khổ ta có quyền không khổ, biết bỏ buông tôi vượt thoát u sầu. Vì hy vọng đã nhuốm màu tuyệt vọng, vì sum vầy đã ẩn dấu chia xa, vì thần tượng nên một ngày vỡ mộng, vì mãi tìm nên hạnh phúc chẳng nhìn ra. Đời lắm lúc không như mình mong đợi, ước mơ nhiều hiện thực được bao nhiêu. Bạn cứ mãi xây lâu đài trên cát, rồi trưng trưng những mất mát trong chiều. Giọt nước mắt thân hình tuy rất nhỏ, nhưng nỗi niềm có thể ví trùng dương. Và đợt sóng mang thân hình vĩ đại, mối đau đời nhỏ bé tợ như sương. Đêm qua mộng lại thật gần, đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh. Bao hoài niệm bao ký ức, tôi xúc động bắt đầu nhận ra con đường cổ kính mình đang đi. Người ta nói quá nhiều về sự vô thường, về mong manh cuộc sống. Mong manh và vô thường là gì? Tôi chỉ xin là khách lữ, nằm khép mình ngủ một giấc an lành giữa mộng đời mong manh. Vâng, mong manh hay chênh vênh là những từ tôi rất thích. Tôi thích rong reo của cái tàn dư, của mênh mông lơ lửng, của cái thuở trong chênh nặng hạt. Người về qua đỉnh Phù Vân, nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ quên. Tôi đi hoang chập chờn trong tiếng hư không gọi bụi, bụi đường, và bỏ quên sương quế nguyệt một cách bạc tình. Ừ,
Một khi trút gánh đành quên tất cả, có chăng tôi chỉ phụ một thời thơ dài, mà chính nỗi buồn ngày tháng không tên cuộn tròn thành khoảnh khắc chiêm bao. Học cách quên, tự mình sẽ buông bỏ mọi gánh nặng ưu phiền trên vết hằn thời gian. Đời sống đối tiếp chuỗi dài đời sống, có những thứ hỗn tạp phù phiếm cần buông xuống đúng lúc, cũng có bao điều ngu ngơ cần nhặt lên đúng chỗ. Lắm khi chính tôi cũng sợ đánh mất sự quên, thế là tôi cố nhớ. Tôi có một khối óc, một trái tim, bạn cũng có một khối óc, một trái tim. Trái tim là để thổn thức, để thương, khối óc là để hiểu, để nhớ. Thương một người đã khó, mà hiểu người đó lại khó bội phần. Tôi suốt đời là kẻ đi tìm kiếm thao thức, là kẻ nhớ nhung cõi đời vô tận. Mỗi người xuất hiện, hiện hữu trong cuộc đời đều đem đến cho tôi một bài học gặp gỡ. Người tốt cho tôi niềm hân hoan, an yên, hạnh phúc. Người chưa tốt cho tôi kinh nghiệm trải đời. Dù đúng dù sai, tôi vẫn cảm ơn cuộc đời này như một mối lương duyên, một cuộc hành ngộ trùng phùng kiếp kiếp. Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình không nhận ra nhau? Có một vị thiền sư đã từng nói rằng, biết từ bỏ những điều này tức là biết sống. Từ bỏ việc đổ lỗi cuộc đời, từ bỏ khuynh hướng ưa kiểm soát người khác, từ bỏ tâm lý sợ khó khăn khi chưa bắt đầu công việc, từ bỏ tâm lý luôn cầu toàn và trách móc bản thân, từ bỏ những rào cản ngăn bạn thay đổi, từ bỏ khuynh hướng thích gây sự chú ý, từ bỏ suy nghĩ chủ quan rằng mình luôn đúng, từ bỏ khuynh hướng nhìn người ta để sống và sống để cho người ta nhìn. Vậy chúng ta đã từ bỏ được bao nhiêu điều trong số 8 điều trên? So đo chi với cuộc đời, hãy dành vài phút ngồi chơi với mình. Tâm an trời đất rộng thinh, dính đâu khổ đấy lặng nhìn như nhiên. Người ơi, mở cánh cửa lòng để cho trời đất mênh mông hiện vào. Mỗi bình minh đến ngọt ngào, an lành trên mỗi tế bào thân tâm. Ai ơi, tỉnh thức lặng thầm phút giây hơn cả nghìn năm mê mờ. Nhìn đời ánh mắt trẻ thơ, lòng không biên giới chạm bờ yêu thương. Hay chăng đời đó hạt sương, được thua chỉ cũng vô thường cuốn trôi. Buông đi một lúc riêng ngồi, ngắm vần hồng rạng bên trời hạo nhiên. Trăm năm rộn rã ưu phiền, biết chân hạnh phúc bình yên tại lòng. Ai về gạn đục khơi trong, sẽ nghe từ ái bên lòng nở hoa. Sẽ thương yêu cõi ta bà, vòng tay ôm trọn hằng sa hữu tình. Vì rằng muôn vạn hàm linh chung cùng bản thể giống mình khác chi. Khi hồn mê muội vỡ đi, nghìn năm giọt nước trở về đại dương. Ai hay giữa chốn vô thường, một cành sen nở miên trường thảnh thơi. Dừng chân xuôi ngược giữa đời, lặng nghe tâm lượng đất trời chẳng hay. Khi đời một đóa tâm khai, càng khôn là giấc mộng dài chẳng qua. Ân cần chấp lại tay hoa, ca cùng sinh tử bài ca chân thường. Phong tình tuế nguyệt thanh xuân, thoáng chốc bạc đầu sương phủ. Trong đêm vắng, muốn nhìn một đôi bàn tay mềm gãy nhẹ khúc cổ cầm nhất dạ, để nhớ nhung dấu vết mù sa nơi sâu thẳm quá khứ, hiện tại, vị lai, mà cuộc tao phùng kỳ ngộ chỉ là lướt qua nhau. Tương duyên hồng trần hợp tan vô định, đến phút cuối chỉ là khách bộ qua đường. Nên người xưa mới tin rằng
mọi chuyện trên thế gian thường thuận theo một quy luật nhất định mới bảo mọi sự tùy duyên. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên diện kiến bất tương phùng. Nếu người có duyên, có tình cảm với nhau, dẫu cách xa nghìn vạn dặm vẫn xem như bên cạnh. Ngược lại, người không duyên, không có tình cảm, dẫu có gặp mặt vẫn tựa như xa cách. Tôi đã hiểu sự đời như thế, nên tập cho mình có đời sống thanh nhã, tự tại, vô tư, không phiền lo. Bởi trầm tư quá khiến mình thành khép kín. Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần trong đời, nhưng được mấy người hiểu bạn và tôi. Có thật nhiều người quý mến bạn, nhưng khi bạn cần sự san sẻ, giúp đỡ của ai đó thì được mấy người tìm đến. Chính thời gian làm cho tôi hiểu sự đời nhiều hơn. Hạnh phúc không phải cứ mãi ở bên cạnh nhau, hạnh phúc chỉ là cần hiểu nhau. Như tôi đã viết, thương nhau không nhất thiết phải nói nhiều với nhau, mà cùng nhau giúp nhau vượt qua mọi khó khăn. Khi tôi khó khăn, bạn luôn bên cạnh, đồng hành giúp tôi vượt qua, thì cả cuộc đời này làm sao quên được. Sông có thể không dài, núi có thể không rộng, nhưng nước chảy đá tất phải mòn. Có nhiều chân lý mãi mãi là chân lý. Thuận theo lẽ tự nhiên, mình nhất định sẽ yên bình. Vì sự sống vốn biến dịch nên mới sinh ra cái này, cái kia, đồng hành với nhau. Nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi. Nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Tập từ bi, hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương. Nguyện rũ bỏ âu lo, học tha thứ bao dung, cho tâm tư nhẹ nhõm. Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo, ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn bè bạn chúng sinh. Nguyện tu học tinh chuyên, cho cây bi trí nở hoa. Mong một ngày kia có khả năng cứu độ mọi loài, vượt ra ngoài cõi khổ. Xin nguyện Phật, Pháp, Tăng chứng minh, gia hộ cho đệ tử chúng con viên thành đại nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người biết đủ thì thường vui, dẫu xương phàm mà lối sống thoát tục. Lời kinh tiếng kệ chốn thiền cho tôi khoảnh khắc hoài niệm. Biết rằng thế gian chẳng bao giờ có đôi đường vẹn. Chỉ mong người hiền như bạn và tôi có một nơi yên ổn, sống cuộc sống nhàn hạ, không toan tính, không mưu mô. Nơi đó thấp thoáng bóng dáng từ bi, hiền lành của Bụt. Tôi sẽ đọc lại một câu thơ thật lãng mạn, cũng đầy dây dứt của Dalai Lama Chanyang Gyatso cho bạn nghe. Thế gian sao vẹn được đôi đường, không phụ Như Lai, không phụ người. Sống đời sống được như vậy thì quá tốt. Thêm một chút tình thương, bớt một chút giận hờn, trách móc. Sống chẳng phụ ai, cũng chẳng phụ mình. Ngày rảnh rỗi vui cỏ cây ruộng đồng, đêm yên tĩnh thì xem kinh kệ dưới ánh đèn tỏ. Kiếp người như vậy thật thanh thản. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn.